chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Tổng thống Biden lên dây cót phản công ông Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng do màn tranh luận không ổn định của ông với đối thủ Donald Trump gây ra. Hãng tin Reuters đưa tin trong một bài phát biểu hùng hồn khi vận động tranh cử vào ngày 5 tháng 7. Ông Biden đã chế nhạo và chỉ trích ông Trump là kẻ dối trá. Tuần trước, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận nhỏ. Không thể nói đó là màn trình diễn tốt nhất của tôi, nhưng kể từ đó đã có rất nhiều suy đoán. Joe sẽ làm gì? Liệu ông ấy có ở lại cuộc đua hay không? Liệu ông ấy có định bỏ cuộc không? Đây là câu trả lời của tôi. Tôi sẽ tranh cử và giành chiến thắng lần nữa. Ông Biden nói khi tới Wisconsin, một bang chiến trường chính trị, để vận động cử tri và tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với đài ABC News. Ông Biden cũng bày tỏ sự biết ơn về sự ủng hộ của Phó Tổng thống Kamala Harris, nhà lãnh đạo Mỹ đang chịu áp lực từ một số đảng viên dân chủ, yêu cầu ông từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và mở đường cho bà Harris, 59 tuổi, trở thành ứng cử viên thay thế ông. Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey ngày 5 tháng 7 đề nghị ông Biden cân nhắc quyết định cẩn thận. Bà nói, Tổng thống Biden đã cứu nền dân chủ của chúng ta vào năm 2020 và đã hoàn thành xuất sắc công việc trong 4 năm qua. Cách tốt nhất hiện nay là quyết định do Tổng thống đưa ra. Trong những ngày tới, tôi kêu gọi ông ấy hãy lắng nghe người dân Mỹ và đánh giá cẩn thận xem liệu ông ấy có còn là hy vọng tốt nhất của chúng ta để đánh bại ông Donald Trump hay không. Một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump đang nới rộng khoảng cách dẫn đầu kể từ cuộc tranh luận, trong khi cuộc thăm dò của Reuters Ipsos chỉ ra rằng 1/3 đảng viên dân chủ muốn ông Biden từ bỏ cuộc đua. Nhà Trắng đổ lỗi cho cảm lạnh là nguyên nhân khiến màn trình diễn của ông Biden không ổn định. Bản thân ông Biden cũng viện dẫn lý do bị lệch múi giờ do các chuyến đi liên tiếp tới châu Âu. Trong khi đó, tại cuộc phỏng vấn với đài ABC News ngày 5 tháng 7, ông Biden đánh giá cuộc tranh luận với ông Trump là một tình tiết tồi tệ và tuyên bố chỉ mình ông phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Tôi bị ốm, tôi cảm thấy thật tồi tệ. Thực tế là các bác sĩ đã đi cùng tôi. Tôi hỏi họ có nên làm xét nghiệm COVID-19. Họ đã làm xét nghiệm để xem liệu tôi có bị nhiễm virus hay không. Và tôi chỉ bị cảm lạnh nặng thôi, ông Biden trả lời phỏng vấn. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ quan điểm ủng hộ ông Joe Biden làm Tổng thống Mỹ sau màn tranh luận thua kém trước đối thủ Donald Trump. Mỹ là một cường quốc thế giới, vì vậy các vấn đề nội bộ của họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Tổng thống Putin bình luận về cuộc tranh luận trực tiếp tại trường quay đài CNN tối 27 tháng 6 giờ địa phương giữa Tổng thống Mỹ Biden và cựu Tổng thống Trump. Bình luận được nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại buổi họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thương mại SCO tại Astana, Kazakhstan hôm 4 tháng 7. Mặc dù khẳng định bản thân có nhiều việc quan trọng hơn để làm, song ông Putin cho biết đã xem một đoạn tranh luận giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ sắp tới. Tổng thống Putin hồi đầu năm từng nói sẽ tốt hơn cho nước Nga nếu ông Biden tái đắc cử vì đây là một người có kinh nghiệm và dễ đoán hơn một chính trị gia theo kiểu cũ. Ông cũng bác bỏ đánh giá cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã giảm sút trí tuệ vì tuổi tác. Tại cuộc tranh luận đầu tiên của năm bầu cử 2024, ông Biden, 81 tuổi, thường xuyên nói lắp và tư duy thiếu mạch lạc, làm trầm trọng thêm những lo ngại về tuổi tác và độ minh mẫn của ông. Màn thể hiện của Tổng thống Biden bị chính các đồng minh của ông mô tả thảm họa. Dẫu vậy, Tổng thống Putin tuyên bố vẫn giữ nguyên quan điểm ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới. Không có gì thay đổi trong quan điểm của tôi, ông Putin nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh, xét về thực tế thì đây là vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại quan điểm Moscow sẵn sàng hợp tác với bất kỳ tổng thống nào do người dân Mỹ bầu ra và thế giới cũng không thờ ơ với chính trị Mỹ bởi họ là cường quốc về lĩnh vực kinh tế, an ninh và quân sự. Phía ông Trump tuyên bố thắng tranh luận, Tổng thống Biden gây lo ngại.
những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hy vọng cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6 sẽ giúp xóa tan lo lắng về việc nhà lãnh đạo 81 tuổi này đã quá cao tuổi để đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, giọng nói khàn của ông Biden và nỗ lực cố gắng thể hiện mình trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump dường như đã phản tác dụng. Ông Biden và ông Trump, 78 tuổi, đều đối mặt với những lo ngại về tuổi tác và thể lực trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, nhưng áp lực này đè nặng lên ông Biden hơn. Trong cuộc tranh luận, với giọng khàn vì cảm lạnh, ông Biden đã vội vàng lướt qua một số vấn đề trên sân khấu tranh luận khi nói vấp một số câu trả lời và nhỏ giọng một số ý khi nói. Khoảng giữa cuộc tranh luận, một chiến lược gia của Đảng Dân Chủ từng làm việc trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Biden đã gọi đó là một thảm họa. Ông Trump cũng đưa ra một loạt chỉ trích, bao gồm cả những thông tin sai sự thật từ lâu như những người di cư thực hiện hành động tội phạm và việc Đảng Dân Chủ ủng hộ việc giết trẻ sơ sinh phá thai. Đối đầu cuộc tranh luận, ông Biden đã tạm dừng khi đưa ra quan điểm về chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare và cải cách thuế, nhưng sau đó lại lan man. Theo hãng tin Reuters, ông Trump chỉ trích ông Biden vì nói không mạch lạc, có lúc nói: "Tôi thực sự không biết ông ấy nói gì ở cuối câu đó. Tôi không nghĩ ông ấy biết bản thân đã nói gì." Chuyên gia Raylan Raja, giáo sư khoa học chính trị tại trường Đại học Massachusetts Amherst, nhận định ông Biden không nói chuyện một cách cẩn trọng và có vẻ như ông ấy đang tìm kiếm từ ngữ. Trước cuộc tranh luận, ông Biden đã tự nhốt mình trong gần một tuần với các cố vấn hàng đầu tại trại David ở vùng núi phía Tây Maryland. Một dấu hiệu cho thấy chiến dịch tranh cử của ông ấy rất xem trọng cuộc tranh luận vừa qua. Trong khi đó, các quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là Susie Wiles và Chris LaCivita đã tuyên bố chiến thắng trước khi cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden đưa ra lập luận cuối cùng tại cuộc tranh luận của đài CNN. Hai quản lý Wiles và LaCivita cho biết trong một thông cáo báo chí: "Tối nay, cựu Tổng thống Trump đã có màn tranh luận vĩ đại nhất và mang về chiến thắng trong lịch sử cho lượng cử tri bỏ phiếu lớn nhất trong lịch sử Mỹ." Theo hai quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, dù đã có kỳ nghỉ kéo dài một tuần ở trại David để chuẩn bị cho cuộc tranh luận, nhưng Tổng thống Biden đã không thể bảo vệ được kết quả thảm hại của mình về vấn đề kinh tế và biên giới. Trong khi đó, trong màn tranh luận với ông Donald Trump, khi được hỏi về vấn đề kinh tế, đặc biệt là lạm phát, người chủ trì hỏi Tổng thống Biden trước, ông sẽ nói gì với cử tri nghĩ rằng cuộc sống của họ tệ hơn so với thời ông Trump làm Tổng thống. Tổng thống Joe Biden lập tức quy trách nhiệm cho người tiền nhiệm. "Chúng ta phải xem tôi được thừa hưởng điều gì khi trở thành Tổng thống. Ông Trump đã để lại cho tôi những gì. Khi đó, chúng ta có một nền kinh tế đang rơi tự do. Đại dịch xử lý quá tệ, nhiều người đã chết, nền kinh tế sụp đổ, không có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 15%. Ông Biden nói và khẳng định thêm, nền kinh tế đang bùng nổ và hầu như chưa bao giờ hoạt động tốt hơn bây giờ. Đáp lại, cựu Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã có một nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử dưới nhiệm kỳ của ông. Ông Biden đáp trả đề xuất của ông Trump về Ukraine, cáo buộc ông Trump muốn rút Mỹ rời khỏi NATO và châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở châu Âu. "Tôi chưa bao giờ nghe nhiều điều ngớ ngẩn đến thế. Đây là người muốn thoát khỏi NATO," ông Biden nói. Hai ứng viên đang tranh cãi về vụ kết án trọng tội gần đây của ông Trump ở thành phố New York với các cáo buộc liên quan đến việc thanh toán khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn. Ông Biden vừa nói vừa nhìn ông Trump. "Người duy nhất trên sân khấu này là một kẻ phạm trọng tội đã bị kết án, chính là người đàn ông mà tôi đang nhìn vào lúc này." Ông Biden nhấn mạnh, ông đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà người tiền nhiệm để lại. Ông Biden nói, "Chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể từ sự thất bại do cựu Tổng thống Trump để lại trong nhiệm kỳ trước." Tổng thống Biden tiếp tục nói rằng ông Trump đã tăng thuế vì thâm hụt. Thứ nhất, ông Trump làm tăng lạm phát do sự thất bại mà ông Trump để lại sau khi xử lý đại dịch. Và giờ đây, muốn đánh thuế người dân nhiều hơn bằng cách áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Ông Biden kết thúc phần tranh luận
bằng việc cam kết tiếp tục đấu tranh để giảm lạm phát và giúp người dân giảm áp lực. Cuộc tranh luận đã kết thúc sau 90 phút. Ông Trump rời khỏi sân khấu, trong khi ông Biden đi cùng đệ nhất phu nhân Jill Biden và dường như đi xuống phía dưới sân khấu để nói chuyện với người điều phối cuộc tranh luận Dana Bass và Jake Tapper. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tại trường quay của đài CNN ở thành phố Atlanta, bang Georgia và diễn ra trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 chưa đến 5 tháng. Đài CNN cho biết chỉ có ông Joe Biden và ông Trump đáp ứng các điều kiện để tham gia cuộc tranh luận này. Tiêu chí bao gồm xuất hiện trên đủ số phiếu bầu ở các bang để có khả năng giành chức tổng thống và nhận được tỷ lệ ủng hộ ít nhất 15% trong 4 cuộc thăm dò toàn quốc riêng biệt dành cho cử tri đã đăng ký hoặc có khả năng bỏ phiếu. Các ứng cử viên sẽ xuất hiện trên bục phát biểu, được phát bút giấy, nước nhưng không được sử dụng đạo cụ hoặc ghi chú. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.